Quân nghe đây, ai đó? Chào anh. Cô định chèo kéo bán chứng khoán đúng không? Giờ này trễ lắm rồi, đừng làm phiền người khác như vậy nữa. À không, tôi là Hạnh, mẹ của cháu bé ngày hôm nay. Có chuyện gì không? Xin lỗi anh, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra là con bé cầm nhầm tai nghe của anh. Anh có thể cho tôi địa chỉ để tôi gửi lại không? Không cần phải trả lại đâu. Khoan đã, tôi nhất định phải gửi lại. Được rồi, để tôi nhắn cho. Cảm ơn anh. Anh ra đây để nhắn tin với cô nào đấy? Anh nhắn cho một cô gái mà anh rất ghét. Bỏ đi. Lại uống thêm à? Uống nhiều lắm rồi. Với anh thì lúc nào anh cũng muốn uống tiếp. Chúc mừng 6 tháng đầu năm vượt chỉ tiêu. Này, uống nốt ly này thôi, xong mới đưa em về được chưa? Thôi, một lúc nữa đi. Bây giờ về mà gặp mẹ em đau đầu lắm. Đau đầu chuyện gì nữa? À, hay là cô lại bắt em đi xem mắt à? Anh thấy là thỉnh thoảng em cũng nên ra ngoài gặp gỡ những người đàn ông khác để xem họ có hợp với em hay không. Nếu không hợp thì từ chối thôi. Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi. Anh biết em thích anh còn gì. Yêu nhau giải quyết được bao nhiêu là việc. Giải quyết được chuyện gì hả? Ngoài chuyện là nếu như cô bắt em đi xem mắt thì em sẽ lôi anh ra để mà làm bia thờ đảng. Này, nói thật đi, anh thấy em thế nào? Đừng có cười, trả lời đi. Được rồi, em là một cô gái rất thông minh, xinh đẹp, rất quyến rũ. Rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi em. Thậm chí đôi lúc anh còn xem em là hình mẫu để mà đánh giá những cô gái khác đó. Thế nếu mà so sánh em với họ thì kết quả như nào? So sánh làm gì chứ? Bản thân anh cũng cảm thấy ngưỡng mộ em mà. Thực sự lúc bên cạnh em anh cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng mà không thích nhưng mà đủ rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi gửi cái tai nghe. Cô đi nhanh thật đó. Nếu như tôi không nhanh, có khi anh lại đổi cho mẹ con tôi trộm đồ của anh cũng nên. Xin lỗi. Cô gái mà anh ghét à? Trông cũng xinh xắn, sao lại làm anh ghét thế?